Giám đốc Sở Y tế thông tin rõ về cụ ông bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm vaccine. Thị xã Cửa Lò cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại khi chuyển sang chỉ thị 19. Gần 80% học sinh trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại, tín hiệu tích cực cho thấy cơ bản khống chế được dịch bệnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Vừa rồi là những thông tin chính, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây một số trang mạng cá nhân có đăng tải thông tin với nội dung ở huyện Hưng Nguyên có xảy ra tai biến sau tiêm vaccine AstraZeneca tại điểm tiêm trạm y tế xã Long Xá, một cụ ông 82 tuổi tử vong. Các thông tin đăng tải khiến nhiều người đọc hiểu nhầm là cụ ông tử vong sau khi tiêm vaccine. Trao đổi xung quanh thông tin này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, vụ việc là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cụ ông bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm chủng, không phải do sốc tiêm vaccine. Các biến chứng do tiêm vaccine không hề có tai biến loại này. Sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 9 tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Trường hợp tử vong là ông LHI 82 tuổi, đối tượng được ưu tiên tiêm chủng trong đợt này. Khi đến địa điểm tiêm, ông Y được khám sàng lọc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiến hành tiêm vaccine. Tuy nhiên, sau hơn 30 phút tiêm, ông Y xuất hiện các triệu chứng đột quỵ, tai biến mạch máu não. Ngay sau đó, tổ tiêm chủng đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nhưng sau một ngày, ông Y đã tử vong. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế nêu rõ, các phim chụp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não thất rất rộng, bệnh nhân bị tai biến xuất huyết não, có nguồn gốc sâu xa là do cao huyết áp. Trước khi tiêm chủng, bệnh nhân đã được khám sàng lọc kỹ càng. Song do trước đó bệnh nhân đã uống thuốc nên huyết áp bình thường ổn định. Vụ việc là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cụ ông bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm chủng, không phải do sốc tiêm vaccine. Các biến chứng do tiêm vaccine không hề có tai biến loại này. Người nhà ông LHI cũng đồng ý với kết quả chẩn đoán kết luận tử vong này. Sở Y tế vừa tổ chức lễ xuất quân đoàn cán bộ y bác sĩ tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Đây là lần thứ 7 Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố phòng chống dịch bệnh. Tham gia tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh lần này có 50 cán bộ y bác sĩ, kỹ thuật viên của các đơn vị y tế trong tỉnh. Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Sở Y tế đã biểu dương tinh thần xung kích vào tâm dịch của các y bác sĩ, đồng thời đề nghị đoàn cán bộ y bác sĩ tình nguyện chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm sự phân công, phân việc tại đơn vị mới, phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như trong công việc, làm tốt công tác phòng chống dịch cho bản thân. Bản tin tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Thị xã Cửa Lò vừa cho phép các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng cũng được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Thị xã biển vẫn tiếp tục dừng hoạt động các dịch vụ bao gồm các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động, các sự kiện lớn chưa cần thiết. Hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Tạm dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, tiệc liên hoan, tiệc mừng. Thị xã Cửa Lò cho phép mở các chợ dân sinh, tuy nhiên chỉ được phép bán những mặt hàng thiết yếu và bố trí các gian hàng đảm bảo khoảng cách theo quy định. Trên đối với chợ hôm, tiểu thương chưa được tiêm ít nhất một mũi vaccine không được vào hoạt động và kinh doanh trong chợ. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 21 tháng 9, gần 80% học sinh của Nghệ An đã đi học trở lại. Đây là một tín hiệu tích cực sau khi tỉnh đã cơ bản khống chế được dịch bệnh và nhiều địa phương chuyển sang trạng thái bình thường. Song để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em học sinh, mọi điều kiện phòng chống dịch bệnh vẫn đã, đang và sẽ được chính quyền địa phương cùng ngành giáo dục rốt ráo triển khai. Sáng ngày 21 tháng 9, hơn 45.000 học sinh tại 67 trường tiểu học, trung học cơ sở của 33 trên 37 huyện thành thị trên địa bàn huyện Diễn Châu đã trở lại trường học. Riêng học sinh 4 xã đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 gồm Diễn Nguyên, Diễn Hồng, Diễn Yên và Diễn Hoài vẫn tiếp tục học trực tuyến.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, từ sáng sớm tại các trường học cho học sinh học tập trở lại, các cán bộ giáo viên đều đã có mặt sớm để tiến hành đo thân nhiệt cũng như nhắc nhở các em học sinh về việc tuân thủ biện pháp 5K, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào cổng. Do dịch bệnh vẫn đang còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên hiện tại, huyện Diễn Châu sẽ thực hiện dạy học theo hai phương án và thực hiện giãn khối, giãn buổi với bậc tiểu học. Trong đó các em chỉ học một buổi trên một ngày và chia khối 1, 2 và 5 học buổi sáng và khối 3, 4 học buổi chiều. Song song với đó, vẫn duy trì mỗi tuần học một buổi trực tuyến để nâng cao kỹ năng dạy và học trực tuyến, sẵn sàng chuyển đổi dạy trực tiếp sang trực tuyến khi có yêu cầu. Học sinh bậc trung học cơ sở học bình thường. Theo tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay ngoài thành phố Vinh, Quế Phong đang triển khai dạy học trực tuyến vì địa phương vẫn đang thực hiện chỉ thị số 15 và 16, thì các địa phương còn lại mới được chuyển sang chỉ thị 19 là Nam Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, dự kiến sẽ sớm trở lại học trực tiếp trong tuần này. Riêng huyện Nghi Lộc sẽ bắt đầu vào học trong sáng hôm nay, ngày 22 tháng 9, tỷ lệ học sinh được đến trường đã đạt gần 80%. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn năm học 2021, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh liên tiếp đón nhận tin vui. Tại huyện miền núi Quỳ Hợp, niềm vui ấy cũng đến với em Vi Tâm Anh, học sinh đồng bào dân tộc Thái, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Quỳ Hợp 1 với số điểm 31,5 đã được cộng điểm ưu tiên. Vi Tâm Anh ghi danh vào top 28 thí sinh có điểm thi khối D01 cao nhất của tỉnh, tự tin bước vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngay từ nhỏ, Vi Tâm Anh đã ấp ủ ước mơ lớn lên sẽ trở thành cô giáo, nên suốt 3 năm trung học phổ thông, em quyết tâm đặt mục tiêu đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Niềm vui đến với Tâm Anh và gia đình khi mới đây, với điểm thi khối C01, văn 9,5 điểm, toán 9 điểm và ngoại ngữ 9,8 điểm, cộng thêm điểm ưu tiên, em đạt 31,5 điểm. Chạm đến ước mơ bước vào ngưỡng cửa trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhưng Tâm Anh cho biết, cách học của em không quá áp lực, mà bí quyết là phải xây dựng lộ trình học bài bản quyết tâm. Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông vừa qua thì đối với cháu thì đầu tiên là cháu phải có một lộ trình học rõ ràng ngay từ đầu. Là ngày thứ 21 thì cháu đã tiếp cận kiến thức 12 thông qua lớp học thêm và online. Và cháu phải sắp xếp các môn học theo thời khóa biểu, thời gian biểu phù hợp. Mà không cần mình phải học quá nhiều, quá áp lực. Và đến mình cháu học cho đến kỳ 2 của lớp 12 thì bắt đầu vào ôn tập các dạng bài toán vận dụng cá và vận dụng để đạt được điểm 9 và 9 cộng. Tâm Anh cũng không ngần ngại chia sẻ những kiến thức mình có được với bạn bè. Em quan niệm mỗi lần chia sẻ, trao đổi, bàn luận với các bạn là thêm một lần mình củng cố những kiến thức có được. Trong cuộc sống thì bạn Tâm Anh là một người rất là hiền lành, tốt bụng, hòa đồng với các bạn, cũng như là rất là có ý chí phấn đấu trong học tập và có ý chí vươn lên để hoàn thành mọi mục tiêu mà mình đề ra. Là con cả trong gia đình bố mẹ công tác trong ngành y, nên ngay từ nhỏ, Vi Tâm Anh đã được tạo điều kiện học tập tốt. Cùng với nỗ lực của bản thân, 12 năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, nhất là thành tích cao trong môn tiếng Anh. Như hạt giống quý được nuôi dưỡng trên vùng đất tốt, trong quá trình học tập, bằng sự nỗ lực quyết tâm, Tâm Anh luôn là niềm tự hào của thầy cô và gia đình. Sau khi cháu có cái kết quả thi của cái thi tốt nghiệp và xét vào đại học thì bản thân là một người mẹ thì cũng rất là tự hào vì thấy con mình có một cái kết quả thi là rất tốt. Thì cùng qua 12 năm phấn đấu của cháu thì cháu cũng là một cái học sinh rất là chăm chỉ, cố gắng rèn luyện học và cũng đạt học sinh xuất sắc 12 năm toàn diện. Thì bản thân mẹ thì cũng rất là mong cháu sẽ cố gắng tiếp tục và cố gắng phấn đấu để đạt được các cái thành tích thật tốt trong cái kỳ thi, các cái kỳ học tiếp theo của cổng trường đại học và sẽ biến cái ước mơ của mình thành hiện thực. Trong 3 năm học ở trường thì em Vi Tâm Anh là một sinh chăm ngoan, luôn cố gắng trong học tập. Thì trong cái đợt thi trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì em đã đạt cái kết quả rất cao ở cái khối D1, thì rất là xứng đáng với cái nỗ lực của bản thân em và cái công sức của các thầy cô.
Với 31,5 điểm, cánh cửa trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở ra chờ tân sinh viên Vi Tâm Anh khám phá. Chúc cô nữ sinh đến từ huyện vùng cao Quỳ Hợp tự tin vững bước, tiếp tục đạt được thành tích cao trên giảng đường đại học, trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.